Bây giờ coi cái điểm mà là với không gọn gàng, ở dơ mà không gọn gàng còn mệt dữ nữa, với nóng tính. Ở dơ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai. Chào anh. Xin mời nhà gái. Mời đi cưng. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ, em xin chào khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào bạn đồng hành. Em tên là Ngô Đình Đào. Em năm nay 42 tuổi. Làm nghề rửa xe. Dạ. Mình rửa xe là rửa xe máy, sửa xe ô tô. Dạ, tất cả xe ô tô, xe máy. Ồ hay. Dạ, ngày nay hot lắm á. Rửa xe giờ 80 trăm mấy không á. Dạ. Rửa ở đâu vậy Đào? Dạ, ở đường Đồng Đen, Bầu Cát, Tân Bình, Tân Bình. Con xin chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh và em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Ngọc Bích, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh hai tiệm áo cưới ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Một mình em mà có hai tiệm kinh doanh là của một mình em hết đó. Em gầy lên, em quản lý hết luôn. Dạ đúng rồi ạ. Trời, rất là giỏi nghe em. Còn bên nam là tiệm rửa xe, cũng là dịch vụ phục vụ khách hàng. Chăm sóc khách hàng luôn á. Anh nghĩ rằng hai em là có một cách giao tiếp với khách hàng rất là tốt mới làm được điều đó. Nhà trai giới thiệu một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Cái khả năng giao tiếp thì em cũng có chút, nhưng mà không biết đó là ưu hay là khuyết. Tại vì cũng nhiều bạn gái cũng không thích em. Sợ lỡ trong khuyết điểm của em thì nhiều lắm, kể không hết. Thí dụ vài cái khuyết điểm đi. Ở giờ coi khuyết điểm mà là với không gọn gàng. Ở dơ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa. Với nóng tính. Ở dơ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta. Ủa nhưng mà ở dơ ngày anh tắm mấy lần? Dạ không, cơ thể thì không có nổi dơ, nhưng mà cái phòng ngủ cơ thể nó phòng ngủ sạch. Dơ đúng không? Phòng ngủ bừa bộn đúng không? Thậm chí cái chỗ rửa xe nó sạch hơn cái phòng ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, tại cái đó là khách nó tới là mình phải chăm chút cái đó. Còn cái phòng ngủ mình đâu có ai vô đúng không? Dạ. Nửa vợ vô, vợ lo cái phòng ngủ được. Thôi để hỏi bên đây coi tính tình ta có gọn gàng không nè. Dạ gọn gàng. Gọn gàng có sạch sẽ không? Dạ có, tại vì em làm bên ngành cưới á. Ừ, thì đó thì để hỏi vậy để mai mốt bù lợi cho anh kia. Điểm mạnh của em đó là em sống tự lập. Em giỏi giờ về giao tiếp. Em rất là đam mê kinh doanh. Em máu kinh doanh dữ lắm. Và em rất là biết cách lấy lòng người lớn. Cắp vô một cặp là coi như lấy hết tiền của thiên hạ. Đúng luôn á. Ghê thiệt chứ. Không chừa phần ai. Chào chị. Chị ở bên đây chị ấn tượng với cái giọng nói của em ghê luôn. Cái voice của em rất là chắc. Cảm ơn chị. Mà nó vang á. Những người đàn ông vậy thường hay thành đạt á. Em thấy anh Quyền Linh không? Giọng anh thấy ghê không? Bởi vậy MC Quốc Dân là vậy đó. Vậy là Đào có mấy mối tình rồi? Em có gia đình và em ly hôn khoảng 7 năm nay rồi. Có con chưa? Em có con? Dạ có rồi, một bé gái 13 tuổi. Dạ. Ở với mẹ? Dạ. Ta hay nói là con chim mà nó bị thương rồi đó thì nó ngại đậu lên những cành cong, nhưng mà anh chưa kiếm được cái cành nào thẳng nó chắc là nó không có dám đậu. Vậy thì nói ra nó hơi yếu xíu, nhưng mà thực tế là như vậy. Chia tay đó là ai chủ động trước? Cả hai cùng chủ động chị. 7 năm qua thì có gặp lại nhiều không vậy em? Dạ tụi em vẫn giữ liên lạc ở góc độ bạn bè để tạo điều kiện chăm sóc con. Chăm sóc cho con. Dạ. Có khi nào mà ta nghĩ người ta nói tình cũ cũng rủ cũng tới không? Dạ cũng có một chút giai đoạn, nhưng mà nó cũng lâu rồi, nhưng mà cả hai cũng nhìn nhận là không được. Không thể được. Dạ không thể được nữa. Giống như cái đinh mà đóng vào cái miếng dán là rút ra nó vẫn còn cái lỗ. Người đàn ông thế để đàn gái hiểu đúng rồi. Rõ hơn về đàn trai. Nhưng mà con gái em nó có đồng ý cái chuyện là nếu mà em có người mới không? Dạ có. Cách đây hai bữa em có nói. Bé vẫn nói là ba lên đó thì ba cũng nói là ba có một người con là con nha. Thấy thương á, đã bằng tuổi Bí Ngô với lại Lê Mạc Dẻ đó. Thành ra là cái tuổi đó là tuổi nhạy cảm lắm á. Mà em vui, em đồng ý cho ba em thì mọi chuyện là suôn sẻ hết, không có vấn đề gì. Không có, nó nhằn cũng mệt lắm. Đó không, em không chịu là cũng mệt lắm á. Ok, rồi bây giờ hỏi tới nhà gái nè. Em có ngại về cái vấn đề anh nó một lần gãy đổ không? Dạ không sao ạ, tại vì thật sự thì em cũng đã từng ly hôn rồi ạ.
Ồ, tức là ly hôn bao lâu rồi? Dạ, được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, lý do? Chung là cũng do hai đứa em thôi ạ, chứ không phải riêng vì một mình ai hết. Dạ. Rồi em có con chưa? Dạ có, em có một bé gái 2 tuổi. Ở với bà ngoại. Ở với bà ngoại, nói chung là ở bên mẹ đúng không? Dạ, rồi đúng bà rồi. Ngoại canh giùm, dạ. Chăm sóc giùm. Dạ. Vậy tổng cộng nhà có 2 gái đó. Bé 2 tuổi nữa đó. Dạ. Rồi đến quan coi nhà gái sao nha. Đào 42 tuổi, cũng đâu có lớn tuổi gì lắm đâu. Nhìn trẻ lắm nghe, 42. Con chào chú Nguyễn Linh. Trời ơi, em gái xinh đẹp. Chào anh thôi, để anh để chú bị tổn thương. Chú đó. Cũng được, chú bác chào, thì cũng được. Chào chú cả. Là anh bị tổn thương đó cưng. Không sao đâu, chú bác thì cũng được hết. Dạ. Chú là idol của con á. Hả? Chú là idol của con á. Cảm ơn con nha. Rồi, bà nhà gái mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, thì con cũng đã từng đổ vỡ rồi thì... Cái vấn lý do mà quan trọng nhất đó là con bị thiếu thốn về tình cảm á. Cho nên là con muốn mẫu người sau này của con á là giàu tình cảm, không có sống vô tâm. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Cao 1m7 trở lên. 7 trở lên. Tại vì con cũng lùn quá. Cho nên là con muốn bạn trai của con cũng cao cao chút xíu. Bạn trai của con là không hút thuốc, không vũ phu nha. Và phải đam mê kinh doanh giống như con cũng thích kinh doanh vậy lắm. Con thích bạn trai con là đam mê kinh doanh để có thể dạy cho con nhiều bài học hay về kinh doanh này nọ. Đây đam mê kinh doanh có rồi đó. Dạ. Nhưng mà còn cái hút thuốc, nhậu nhẹt, vũ phu gì đó. Sự là cũng không thích người đàn ông vũ phu và chắc chắn là em không có tính đó. Nhưng mà hút thuốc thì em có, với lại 1m7 thì em không tới. Thì em có 1m65 mà. Thường mà em làm mặt ngầu lắm, mặt lạnh lắm. Nên hay là gọi em là Đào lạnh lùng là vậy. Vừa lùng mà mặt lạnh nữa là lạnh lùng. Ở bên đây thì thấy rằng là bạn gái đang muốn 1m7 thì anh nghĩ rằng đây 1m65 mang dài lên cũng không sao. Ha? Mang dài 7 phân lên, từ giờ ta mang cả tất không à. Thành rồi. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với em gái của em chơi thân ạ. Chào em gái. Rồi. Dạ. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân ạ. Dạ, con là em của chị Bích ạ. Thì em thấy anh này cũng rất là dễ thương. Với chị của em rất là giỏi về kinh doanh. Dạ. Nói chung chị em rất là mạnh mẽ luôn. Nếu mà được thì em mong hai người là thành một cặp ạ. Rồi. Anh cảm ơn em. Nói rất là xúc tích luôn á. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với một người anh họ của em là anh Minh, với lại một số anh em đồng nghiệp. Thì anh rất là trẻ, dùng tại nể râu nhìn hơi già. Xin chào chương trình, chào MC Hùng Vân. Dạ, anh chào. Chào MC Quyền Linh. Tôi là anh của Ngô Đình Đào. Dạ, anh em là anh em họ mà chơi với nhau, cũng như là anh em ruột thân lắm. Cho nên là mình biết tính em mình, nói chung là nó rất là đam mê, mà nó là chân thật, là chịu khó nữa. Bây giờ tôi nhận xét về cô Đào Bích đây. Mà tôi thấy là cô này dễ thương à, ngon à. Ngon à, trắng coi như bông bưởi à, chứ không có giỡn à. Xinh đẹp á. Cái nước ai, nước D à, chứ không phải nước đó, chính xác, chính xác. Cho nên là anh thấy như này Đào. Dạ. Hai người thấy thì nói chung là một người thì đã từng gãy gánh, một người thì cũng lỡ chuyến đò. Anh thấy là nó hợp. Thì em và Quýt thì mình cho nhau một cơ hội ha. Cũng mong cho cặp đôi này là vợ thành chồng để anh đi đám cưới, đi mô tô rồi mình làm rước dâu đồ với ồn ào đồ, đúng không? Rồi, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Anh chào em. Anh chào em. Quá trời trời đó. Tôi phải lên, tôi cầm phụ anh rồi đó. Anh có bó hoa tự làm, nó không được đẹp. Nhưng mà đây là cái tấm lòng của anh. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cái này là đẹp lắm rồi á. Cái này chay, nước hoa. Em cần xịt không anh? Đúng rồi đó, xịt cái mùi nó đúng cái mùi của mình hay không? Mình không đúng không? Tình lâm cho nó trời thơm coi đó. Anh xịt cho em nha. Đó, cưng ghê không? Đúng mùi mình thích không nè? Dạ, mùi thơm lắm chị, vậy thì dễ chịu lắm. Không nhận thơm, y dầu thơm luôn. Thơm thiệt. Dạ anh ơi, em cũng không biết tặng anh cái gì á. Em là bên ngành cưới á. Cho nên là em sẽ tặng anh bộ đồ vest ha. Trời ơi, thôi, mở ra luôn. Dạ, anh cứ mở thử đi coi nó có vừa không. Đào, mở ra luôn Đào, thử luôn Đào. Dạ, em thử luôn nha chị ha. Thử cái áo khoác coi. Ngại quá. Thay kia luôn, thay kia. Trời ơi. Wow, mặc luôn. Mặc luôn Đào, mặc luôn đi chị.
ấy cái cổ ra cưng, ấy cái cổ cho ảnh cho nó chỉnh chu xong rồi mặc luôn đi cưng. Vừa luôn có điềm rồi nha, có điềm rồi đó. Dạ được anh. Trời ơi, hai đứa chụp tấm hình luôn đi, giống như quá trời. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Vừa in 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 luôn á, ghê thiệt chứ. Chúc mừng. Rồi hai đứa nói chuyện đi. Dạ hồi nãy em có nghe anh nói là anh nóng tính á. Dạ không biết là anh nóng tính như thế nào vậy anh? Anh chơi mô tô, anh nóng tính là anh lấy xe, anh chẳng hạn anh chạy ra Phan Thiết rồi anh chạy về. Vậy đó, nếu ở nhà có đồ gì để rẻ thì đập một hai cái. Vậy thôi chứ không có cái chuyện vũ phu. Lúc nóng lên sao biết được cái nào rẻ, dạ, cái nào mắc. Cái kia lựa chứ. Có sự tính toán nhẹ hả? Anh nóng là anh đừng đập em là được. Chắc đập đồ nhựa không, dạ, quá ha. Ừ. À, thí dụ hẹn hò nhau em ở Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Bình Dương. Hồ Chí Minh để xem thế nào. Vậy anh cảm thấy đó, khoảng cách nó xa quá không? Trời anh ơi, cái mô tô người ta phóng một cái dèo, dẫn người ta đi Phan Thiết rồi sáng đêm người ta về người. Bình Dương là cái gì đúng không em? Dạ. Ừ. Chạy từng tiếng là tới em à. Dạ. Làm gì tới? Cái khoảng cách địa lý thì theo anh nghĩ thì nó cũng không có gì là cản trở. Em hỏi thử đi, nếu anh Đào anh nhìn em có anh thấy nhắm cái cành cây này nó có thẳng không hay là nó cong? Cơ bản là nó cứng. Cứng để đậu được không? Cứng để đậu được rồi đúng, dạ, không? Thì cảm giác em thôi thì cái gì cũng phải có thời gian thì em nghĩ vậy. Dạ thì thật sự thì khi mà em đã trải qua một lần rồi, em niềm tin về hôn nhân em nó bớt đi nhiều rồi á. Em sợ cái cảm giác đó một lần nữa cho nên là em phải làm cái người nào đó làm cho em thật là sự tin tưởng chắc chắn là sẽ mang tới hạnh phúc cho em á, thì em mới dám thêm một lần nữa chứ em cũng sợ quá. Đúng đó, dạ, anh thấy thế này nè. Đúng rồi. Giữa hai em á đều chững chạc hết rồi. Dạ. Có thể quyết định rất là sớm nhưng có thể không quyết định gì cả. Dạ. Nếu như chính xác chúng ta biết đây là một nửa thương của mình, một quyết định luôn. Dạ. Anh nghĩ rằng là em nên đến bên bạn gái, nắm tay bạn gái để chúng ta có thể trao nhau một cảm xúc đầu tiên. Anh nắm tay đi. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng mắt cô gái. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, tôi tưởng tất nhung nhớ hả? Đông đầy trong lòng mặt. Trời ơi hát. Buổi chiều con gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Hay quá em ơi. Trời ơi. Bích hát đi, nhìn tặng hát đào bài đi. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Đời này ta chỉ mong bên dòng sông ngoài có nhớ có thương. Ý, được đấy. Đấy, một chút thẹn thùng như thế, đó là một trong những điều rất là ấn tượng. Ngày hôm nay anh nghĩ rằng là các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ, đủ để chúng ta có thể quyết định một điều lớn lao trong cuộc đời của mình rồi. Và tiến hành bấm nút thôi. Nếu các bạn cảm giác đây một nửa bạn gái của mình, bấm ngay, đừng chờ đợi gì cả. Đúng rồi, không cần tôi đếm. Nếu luôn nếu thích chúng ta bấm luôn. Một. Nếu đúng bấm, không đúng chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Hai đó, người ta bấm mất rồi. Hai ba rồi, xong hết thời gian. Đào rất là rồi, nhanh nhạy nha, một cái phật là bấm liền thôi, không cần suy nghĩ. Bấm tay nào. Nói chứ các bạn thật sự là đủ lớn để quyết định những điều lớn nhất trong cuộc đời của mình rồi. Rồi Đào ơi, yeah, đặt một nụ hôn đầu tiên đi. Hồi nãy thấy mấy ông anh suối quá suối kìa. Hưng đi đó. Bây giờ đến cơ hội của em rồi đó. Mà anh khoái nhất cái đoạn đó thôi. Hai bạn ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa. Không chừng bà con còn mệt nữa. À, 2 năm trước thì cũng có thích người. Ồ, sao dễ thương vậy mà người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không? Thích một năm thì thân của em thì cũng có dèm pha nó vô nó ra. Nhưng mà người ta chỉ im thôi chị. Được đơn gái rồi. Được đơn gái rồi, mẹ nói vậy rồi ha. Rồi, cảm ơn cô. Mời bạn Nam. Chào các bạn. Dạ, chào tất cả mọi người. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Em giới thiệu về mình. Em tên là Minh Thảo, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Kiên Giang và hiện em đang làm lễ tân khách sạn ạ. Em làm lễ tân khách sạn ở đâu? Dạ, em làm ở Rạch Giá luôn chị. À, là từ Kiên Giang lên đây luôn hả? Dạ, đúng rồi ạ.
bạn trai thiệu về mình. Em là tên là Võ Văn Mến, năm nay 30 tuổi, cũng đến từ Gạch Giá Kiên Giang. Hiện tại là công tác chuyên viên văn phòng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch của tỉnh Kiên Giang. Kỳ lạ nha. Có khi nào chuyên viên rồi đó. Hai bạn ở Kiên Giang ở làm việc ở một tỉnh luôn và không gặp nhau ở tỉnh Kiên Giang mà gặp tại thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có khi nào sáng nay hai bạn đi cùng xe lên đây không ta? quên, cái này phải hỏi cho kỹ. Hai bạn ở quận nào, huyện nào, trung tâm nào, nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa. Không chừng bà con còn mệt nữa. Mình trao đổi với nhau thử. Đúng rồi, hai bạn hỏi đi coi ở đâu. Em ở đâu em? Dạ, em ở phường Vĩnh Thanh ạ. Anh thì gia đình thì ở dưới Gò Quao. Có quen ai Gò Quao không? Dạ không ạ. Có quen không? Không quen. Được, ổn. Anh ơi kìa. Là em nghe anh nói là anh họ Võ phải không ạ? Đúng rồi. Em cũng họ Võ. Ủa vậy hả? Dạ. Sao trùng. Bà má ngoài coi có quen không? Mà gia đình ông bà hồi trước giờ là ở tại Gạch Giá luôn hả em, hay là ở đâu? Dạ đúng rồi ạ. Chắc không có bà con đâu. Tại vì nội anh á là ở Sài Gòn. Gốc ông nội Sài Gòn. Vậy thì bây giờ đầu tiên mình hát bài Kiên Giang đi ha. Kiên Giang mình đẹp làm sao? 2, 3. Trời, hai người Kiên Giang không hát gì chưa trời. Kiên Giang em không thuộc lời anh Linh ơi. Anh Nguyễn Linh ơi, sẵn anh nói vậy thì hôm nay em xin gửi tặng mọi người một đoạn ngắn trong ca khúc mà viết về quê hương của em. Đúng rồi. Kiên Giang mình đẹp lắm hả? Rồi. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, nắng thu vàng chiều rạng bên bờ. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Bóng mây xanh đôi bóng núi, con chim nhạn hết biểu tình quê. Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru, trăng nhu lên bên cảng quê hương. Trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp. Dạ em xin hát hả? Bạn gái, bạn làm cái công việc lễ tân như vậy chắc chắn là bạn sẽ gặp rất nhiều đối tượng. Dạ đúng ạ. Tại sao mình phải tờ nhờ tới chương trình tuốt ở trên Sài Gòn? Dạ thì công việc của em á là toàn thời gian đó chị, thì làm từ sáng cho tới tối. Dạ, do tính của em là sống hướng nội, ít khi hướng ngoại đó chị, thì làm tan ca về thì chị ở nhà. Mà mình ngồi trong quá trình mình tiếp khách thì không có anh nào để ý hả? Dạ đúng rồi, rất là nhiều chị. Nhưng mà tính của em thì cũng hơi bị khó. Em không có thích với những người chọc ghẹo mình đó chị. Giờ mình có mối tình nào chưa? Em thích hai người, cả hai đều đơn phương chị. Thì cách đây 10 năm thì em có thích một người. 2 năm trước thì cũng có thích một người. Ôi sao dễ thương vậy mà người ta không thích, người ta biết mình thích người ta không? Thích một năm thì thân của em thì cũng có dèm pha nó vô nó ra. Nhưng mà người ta chỉ im thôi chị. Không động đậy rục rịch gì hết. Không có gì hết. Rồi bên đây mình chủ động bên luôn em. Bên kia được là anh Linh phải kêu bên đó chủ động giùm em. Bên đây chủ động luôn rồi, tấn công liền luôn. Rồi giờ em thích mẫu bạn trai với người bạn đời mình sao? Dạ em thích người cao hơn em một cái đầu. Không hút thuốc, có thể uống bia rượu nhưng mà phải có chừng mực thôi anh. Dạ biết quan tâm chia sẻ, sống có trách nhiệm với gia đình ạ. Dạ. Cao hơn cái đầu là sao? Dạ về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Để cho hỏi rõ công việc bạn bên kia, bạn nói rõ công việc của mình chút xíu rồi bạn. Dạ công việc của em á là chuyên viên văn phòng, chuyên về tham mưu cho lãnh đạo á về vấn đề là tổng hợp báo cáo hàng năm. Chắc báo cáo tháng. Mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ thì em được hai mối tình mà mối tình đầu tiên là 8 năm. Quen từ năm học cấp 2. Rồi mối tình thứ hai mấy năm? Dạ mối tình thứ hai 4 năm. Em muốn một cô gái như thế nào? Em thì thứ nhất là cái biết đối nhân xử thế, biết ông biết bà, biết trên biết dưới gì. Đó. Nữa không bạn? Rồi thứ hai nữa là phải hiểu nhau và thông cảm lẫn nhau. Đặt ví dụ như em có ghen không em, tánh em có ghen không? Dạ em ghen nhưng mà ghen hiền anh ơi. Ghen hiền là ghen sao? Em ít có nói á. Dạ đúng rồi chị. Em không thích người phụ nữ gì? Không thích người phụ nữ hơi chảnh chọe. Chảnh chọe? Không có lễ phép. Yên tâm, cô kia lễ tân mà lễ trời tân ơi mà. Đẹp xinh, ai cũng cười, ai cũng chào hết trơn á. Không quen cũng chào, ghét cũng chào, hãy chào luôn, yên tâm. Mình không thích điểm gì á người đàn ông? Không thích hút thuốc hả chị? Rồi. Không gia trưởng à? Bạn trai kia có gia trưởng không ta? Dạ không. Dân miền Tây ít gia trưởng lắm em ơi.
Dạ có một điều nữa cho bạn gái vui luôn là hồi nhỏ lớn không hút thuốc. Rồi dạ. Vui rồi đó. Còn gì nữa không? Ngoại hình. Ngoại hình thì em thích người có khuôn mặt nhìn có duyên. Dạ nụ cười hiền. Gì vậy, tự nhiên nụ cười hiền cái bên kia cười cái rần lên vậy? Thích người có tóc hay là người không có tóc? Có tóc. Tự nhiên mắc mớ gì rồi hỏi câu đó. Chào chị. Này hơi ít tóc. Cái này là người ta mua đen. Trời ơi, mua đen người ta làm láng. Xuất tiến lên, thương mại mà lên. Tướng ngon không? Rồi đẹp trai, sang trọng. Nè, ngồi xuống góp ý chân thành nha. Nhậu ít lại nha. Dạ. Nhậu rồi tập thể dục vô nha. Dạ. Cũng tập gym thường lắm chị. Tập thường đó hả? Dạ thường mà tập tại ra, vì cũng vậy đó hả? Đi tiếp khách hay đi công tác vậy đó. Cái mình bỏ tập cái nó bụng nó mau lên đó. Mình có tật xấu gì không? Em thì tật xấu em thì cũng hơi nóng tính. Em thì em không thích mà người phụ nữ mà tối ngày nhai vậy đó. Nghe vậy đó cái mình nóng cái mình bỏ mình đi. Đi đâu? Thường thường em đi cắt tóc. Mỗi lần nhận nhau là buồn đi cắt tóc. Dạ, nóng cắt hoài tóc. Thì ra vậy đó. Cắt tóc rồi ví dụ như nặng mụn này massage mặt để cho nó thư giãn vậy đó. Trời đất ơi. Dạ. Nó nghe là có khi nào hai mối tình kia người ta bỏ mình đi cái mình đổi giới tính không? Dạ không. Dễ gì. Tại vì hồi đó giờ sở thích em vậy á. Vậy luôn hả? Vậy. Mập mập chứ thích mặc mấy cái áo body vậy đó. Quần dạ, áo body thì phải cái bụng nó phải 6 múi, cái bụng có 1 múi à. Thì ở gán đi tập gym đó chị. Chê quá là gái chê quá. Dạ được không chị? Được. Quá được luôn, để em coi đây. Chốt cái bụng hơi tròn chút. Ô, trời gái kiên giang. Được, anh này được, đẹp trai. Chồng giận thì em làm cái gì? Chồng giận chắc em không có nói gì đâu. Không nói gì? Dạ, mấy lúc chắc mà anh bỏ đi cắt tóc nặng bụng mới sao mặt em làm gì? Massage cái vấn đề đó em hơi bị không thích đó. Không, dạ. Massage bây giờ đâu phải, nó massage là xấu đâu, massage mặt. Massage mặt không hả? Massage chân. Em nghĩ bạn nam ấy chắc cũng chăm sóc thân thể quá hả? Đúng rồi. Dạ. Chăm sóc thân thể chính mình, nhan sắc chính mình, làm đẹp cho gia đình, làm đẹp cho xã hội. Dạ. Ai mà chơi chồng em cũng buồn chứ buồn. Dạ. Cũng như em phải chăm sóc bản thân em. Dạ. Để khi ai khen em đẹp, chồng em cũng tự hào. Dạ. Được không? Dạ. Thôi, thấy ổn đó. Dạ. Ha. Đàn trai cũng ngon, đàn gái cũng ngon. Được à, hay cặp này hợp nè. Em có đi với người thân không? Dạ có hả? Đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Dạ chào Cát Tường. Dạ. À, chào Phát. Con gái cô thì nó hiền lắm, nó ít có nói lắm. Nếu mà hợp với nhau thì hai vợ chồng nói nhau nghe vậy đó. Chứ đừng có la, đừng có dùng vũ lực rồi. Con thì con ghét vũ phu lắm. Có gì nói thẳng thắn hai chồng nói nhau rằng mình xây dựng thôi chứ hồi nào giờ con không thích những đàn ông mà con không vũ phu. Được đơn gái ơi. Được đơn gái ơi. Mẹ nói vậy rồi ha. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, bạn trai, mình có đi với ai không? Dạ, đi với một người anh làm chung cơ quan hồi trước. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh. Chào bạn. Anh ngồi bên đây, anh nhìn thấy bạn làm quen của Mến là thấy được đó Mến ơi. Nhưng mà anh thấy Mến đó giờ không có bạn gái hả? Có, nhưng mà Mến thường hay giấu lắm chị. Đó rồi, chết rồi, tiêu rồi. Rồi, cảm ơn anh, được rồi anh. Để hồi em kéo màn lên, phải khai thác điều nha. Đó nha. Hơi giấu nha. Rồi, kéo màn lên đi. Kéo màn lên cho hai người gặp đi ha. Đừng ăn hiếp nhà gái tôi nha. Dạ, chào anh ạ. Anh có món quà này gửi đến em. Em hỏi cái vụ hồi nãy cái anh kia anh nói là nhiều cái anh giấu. Cái anh hồi nãy anh nói vậy á thì anh có thể anh giải thích cho em nghe nói được chung không thì anh á thì cũng nhiều người phụ nữ thích lắm. Dạ. Tánh anh ngộ lắm, nếu mà anh không thích là anh chủ động anh lạc thì anh không có, nói chung không có quan hệ. Dạ. Thành ra là không có gì dướng bận vậy. Thôi mình cảm nhận vì lần đầu tiên gặp nhau thế nào. Rồi, em thấy anh sao? Dạ anh em thấy anh giống như là cái hình mẫu của em vậy đó em. Vậy hả? Dạ. Ủa thích mập vậy đó hả? Dạ không phải mập nhưng mà em thích người mặt tròn, hớt tóc cao, nhìn hiền thì em thấy anh hiền. Hy vọng là những cái cảm nhận của em bây giờ á về lâu dài sau này thì nó cũng giống như là em cảm nhận. Mốt lấy nhau vậy ai giữ tiền? À, cho vợ em giữ. Anh nói đó nha. Tại vì anh giữ tiền cũng được. Dễ thương không? Vợ anh giữ. Anh nói đó nghe. Cô này thấy hiền hiền nhưng mà nói câu nào chắc câu đó đó nha. Thôi mỗi người nói một câu thật tình cảm. Thôi, một câu mình gì sẽ tiến hành bấm nút. Qua là lời nói chung thời gian không có nhiều thì bây giờ cũng mến. Thì có thể là dù như mình về dưới thì mình sẽ gặp nhau nhiều hơn. Rồi mình sẽ chia sẻ cuộc sống, nếu mà thích hợp thì mình sẽ đến nha. Được không em? Dạ em sẽ suy nghĩ.
Rồi, rồi. Suy nghĩ đi, quyết định nha. Một. Anh Lùng. Anh Hùng không kịp chi vậy. Hai. Ba. Tài. Dạ. Tài ấm rồi. Nắm luôn chứ bắt cái gì. Dạ, nắm mẹ. Nắm luôn. Xin phép mẹ cái đi, xin dạ. Phép bác cái đi. Bác xin phép nắm tay. Anh nắm rồi, anh nắm xin phép. Tại hội họp. Thôi bây giờ hôm nay là ngày rất là quan trọng. Coi như chính thức hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Mình sẵn có bác đây, mình hứa gì đi ha? Thì có bác ở đây thì con cũng xin hứa là nếu mà con thì đến chuyện tình cảm thì con nghiêm túc lắm. Nếu mà đến thì chân thành thì con sẽ không có phụ lòng người lớn. Thì cũng bác không phụ lòng người lớn còn người nhỏ sao? Cũng không phụ lòng em luôn. Dạ, cảm ơn anh. Chúc các bạn sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với các hệ thống của áo cưới Island nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Sẵn đây em cũng cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn anh Hoàng Linh, cảm ơn tất cả mọi người trong ekip của chương trình đã tạo điều kiện cho em tham gia chương trình. Em chúc chương trình ngày càng thành công hơn, đem nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với tất cả mọi người ạ. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn em nhé. Hy vọng là sớm nhận được tin mừng từ hai bạn nha. Con có thể nấu cơm, cơm, nước giặt rũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok. Từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi, tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi, ba ba mới thấp. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Xin mời nhà gái. Rồi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. Lời đầu tiên xin chào chú Quyền Linh, cô Hoàng Vân cùng chào. Bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh với cả chú luôn, chú luôn không phải gì phải anh cả. Dạ vâng, chú luôn. Chú Quyền Linh và bạn nam ở bên kia, con tên là Phương Anh, năm nay con 27 tuổi, quê con thì ở Hà Nội, nhưng mà con sống, con sinh ra Quảng Ngãi, con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó, đang làm gì con? Dạ con đang là nhân viên marketing. À vậy hả? À, em trai. Bây giờ em phải nói cho mọi người biết là sở thích, rồi điểm yếu, điểm mạnh của mình là gì? Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi, nói đi. Thứ nhất là cho công việc vận hành hút thuốc. Đó, thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định. Khách khứa rồi công việc. Có khi buổi tối là mình không được về nhà. Mình đi thì nhiều khi, ví dụ như có bạn gái hay có gia đình, thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng về sở trường á. Điểm mạnh thì con có thể nấu cơm, nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt rũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Rồi, nhà gái. Con mình giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm còn yếu? Về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Sao? Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn vậy nó nhìn nó hơi khó chịu. Yeah, nếu con... như mà con không cười. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi con gái lớn cô, con bé xí ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Rồi, để coi cấu hình sao mà không có cười coi. Thôi xinh mà. Nhưng mà nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu không cười coi. Đó. Nó giống xí ngầu á Linh. Nhìn quạo quá.
Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Hả? Cười bằng hoài cách cũng hơi cười kỳ. Hoài đi. Bây giờ này nè, mình có mấy mối tình đây? Nói cho nhà gái biết đi. Mấy con thì có hai mối tình. Hai mối. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 27. Mấy năm? Không, trong vòng một năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bạn không chi tiền đúng không? Làm vì, chung công ty vì, không chi tiền. Vì có sợ quản lý chặt quá. À, dạ. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình... Con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình rồi? Dạ, con khoảng 4-5 mối tình. Cha cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Rồi sao chia tay 4-5 mối đó? Dạ, nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng xài. Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ, khoảng 2 năm. Mối ít nhất là... Ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều rồi nha, vậy là yêu nhau cũng để lâu lắm mà. Sớm á, yêu sớm chứ. Yêu sớm. Rồi, bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Chung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi. Ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là xoái ca gì hết. Thì gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền dạ. Lành, ưa nhìn. Con thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có hiền thôi, không thôi. Ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp sao. Chào con dạ. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Con thì chị sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi à. Tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi. Mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ là chưa gây lộn với ông nha. Nha ông mối mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay. Sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Dạ. Cứ chọc là cười thôi, hỏi kiến người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh con. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cương. Thì hôm nay thật sự rất là bất ngờ mà khi Cương gọi để đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thấy tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là hỏi bạn gái chút xíu. Nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok. Cương anh thấy ok đó Cương. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, dạ. Đâu rồi? Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi. Và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe dạ. Hoa như thế này thì thấy rất là hợp luôn. Về cả ngoại hình rồi cả cách nói chuyện, chỉ mong rằng là sau khi rước rèn được vén lên thì có thể là sẽ hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mà các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Dạ, tốt rồi. Cảm ơn. Mở rào. Mở rào đi Cương. Quà mình tặng quà đi con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Em chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời cái tặng là vậy? Hoa. Tặng quà phủ đầu mà. Ừ. Dạ. Em sợ. Có thấy lạnh không? À có anh. Ừ. Em đoán được cái gì rồi chị? Em nghĩ là kem. Chụp. Chính xác. Ừ. Cái này là quả cầu. Nè, nó cúi te cho nè. À. Có một người hai đứa sẽ như vậy. À, một người con trai và một người con gái. Dạ. Đây, anh
có thể mở cái cuốn sổ này ra, nó không phải là cuốn sách. Cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Rất là hay, rất là đặc biệt. Anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này. Cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok. Mở đọc luôn con. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này, khi gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh. Hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Mới con Trang muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú. Có em Linh ở đây rồi. Không? Linh, hồi đó ông có lãng mạn gì không Linh? À, không. Đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa tựa như vậy. Như anh thì anh đam mê công việc. Cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Cho nên là đôi khi không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ, tối có khi là 10 giờ về đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Và anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui. Biết đâu được đấy. Sẽ có một ngày nào đó ta làm 5 rưỡi là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? Anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì? Ví dụ khi anh đi, anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó, anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á thì nó sẽ mất hay. Khi mà anh đi là anh nói anh đi, và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ và... như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những cái công việc riêng của em được không? Không sao, bởi vì á mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh lên về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt, anh mệt, phụ nhau vào làm. Chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ. Đó, thì anh cũng chia sẻ thẳng. Em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính. Nên là lúc trước là em hay bị phản bội á. Là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà tự giác. Thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa. Cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu, mình sẽ tiến tới. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn... em thì sao? Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế, xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng, mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được. Người đó cũng có thể đồng hành với em được. Em khá là mạnh mẽ, cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không? Có thể cô còn ghê hơn mình, nhưng mình phải làm sao? Không, nhưng mà đối với anh bình thường, cứ để em cười vậy là xinh. Rồi, tốt, quá tốt. Tốt rồi, tốt rồi, okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy, cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Ừ, này, và... cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, còn... để chúng ta thử trao nhau cảm xúc, xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi, cảm bạn gái, cho. Hát một câu rồi nó đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây,
Dù biết trong lòng con yêu con thương lắm đấy, nếu anh đi hãy cho em được nói với anh một lời. Dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi. Hay. Ủa Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ. Đúng mà rồi. Rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? À, chúng mình gặp nhau nó là cái duyên. Còn đến với nhau được hay không, nó là cái nợ. Em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không, đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Ok. Rồi. Nó không cần gì đến mình nữa rồi. Chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. 2, 3, bấm chưa? Đó. Cạch cạch. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Ok rồi, bây giờ sẵn vậy, đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ, nói vậy sống thôi chứ và làm không việc theo pháp lắm. Luật nghe. Tao chưa nói gì hết mà Vân tưởng nó ngại. Anh xin lên nha. Hãy nắm tay nhau thật chặt. Trời ơi. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sen Tông nhập khẩu Malaysia và bình nước. Khuyết điểm của em là không kiểm soát được nhiều thời gian ấy. Em thấy cái khuyết điểm lớn nhất đến bây giờ là như vậy. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và thích làm các công việc về thiện nguyện đó chị. Mỗi người bạn gái của em nói chung là sẽ bớt thông tính một xíu, có thể đồng cảm cho công việc của em. Công việc của em nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Dạ. Có đàn ông để râu không? Dạ. Gọn gàng chứ đừng có để râu quá. Thôi bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Xin chào. Chào anh. Rồi mời em ngồi. Rồi bây giờ bên mình giới thiệu một chút về bản thân đi em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bạn bên cạnh và toàn thể quý vị đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 29 tuổi ạ. Em đang làm gì Tâm? Dạ hiện tại em đang là nhân viên giao dịch quầy tại công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam Sacco ạ. Tức là làm ngay sân bay Tân Sơn Nhất phải không? Cái dạ. Văn phòng bự bự đó đúng không? Dạ. Rồi em ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở quận Gò Vấp ạ. Tâm bao nhiêu tuổi Tâm? Dạ năm nay em 29 tuổi. 29 tuổi. Rồi mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và chào em. Tất cả khán giả. Em là Bùi Duy Đăng. Em năm nay 33 tuổi. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Em làm công việc gì? Em kinh doanh về phòng gym. À phòng gym. Cũng như là một số cái sản phẩm thể thao. Quê mình ở đâu em? Quê em ở Hải Phòng. Hải Phòng. Em có những ưu khuyết điểm gì Đăng? Ưu điểm của em thì về thể thao thôi. Thể thao. Những cái gì về thể thao đúng không? Tất cả những cái gì về thể thao thì em ưu điểm. Thật ra mình kinh doanh về thể thao luôn mà. Dạ vâng. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là không kiểm soát được nhiều thời gian ấy. Em thấy cái khuyết điểm lớn nhất đến bây giờ là như vậy. Không kiểm soát được thời gian. Vâng. Tức là thời gian mình lao vào vừa dạ, năng dạ. Hết. Với lại khuyết điểm của em chị thấy là em nói hơi nhỏ đó cưng. Nói to hơn đúng không chị? Đúng rồi. Okay, đó phải chị. Như thế mới được nhá. Dạ. Rồi Tâm, mình nói về ưu khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, cái ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và thích làm các công việc về thiện nguyện đó chị. Lớn lên đi chợ, mình đừng có lép bên kia. Nhưng mà cái nhược điểm của em là em nóng tính, cũng thẳng tính mà nóng. Thẳng tính, nóng tính đúng không? Bên kia thì không kiểm soát về thời gian, dễ gây lộn lắm á. Nóng lên nó không, sao nó không dành thời gian cho em hả? Ừ đó, đó. Vậy là em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình ạ. Một mối tình được mấy năm? Dạ cách đây cũng được 2 năm ạ. Cách đây 2 năm có nghĩa là đã chia tay 2 năm rồi. Dạ đúng vậy rồi. Mình yêu nhau được bao lâu? Dạ yêu nhau cũng được một năm mấy. Một năm mấy lý do chia tay?
Tính em nóng tính mà một người mà nóng tính nữa thì không phù hợp chị. Bên đây lý do chia tay là bạn này nóng, bạn kia cũng nóng. Thành ra là thấy có vẻ khó dung hòa được cho nên là thôi. Đăng ơi, em nghe chưa Đăng ơi? Em có nghe thấy rồi. Ừ. Đăng có mấy mối tình rồi? Em có khoảng tầm 5-6 mối tình. Đăng bên đây là 5-6 mối tình rồi nha. Bên đây 5 mối tình, tại sao chia tay? Em nghĩ là do cái khoảng cách, vì em hay di chuyển lắm. Ngày trước em hay di chuyển và hay đi cũng như là học hành cũng như công việc ấy. Nó làm gián đoạn. Em di chuyển từ đâu tới đâu mà nó gián đoạn như vậy? Thì ví dụ như khi mà em ở Hà Nội thì yêu bạn gái Hà Nội, đến khi em vào Sài Gòn thì họ không còn yêu nhau nữa, kiểu như vậy. Rồi em còn đến đi đâu nữa không? Em ở Sài Gòn, em thích Sài Gòn rồi. Ở luôn chưa? Ở luôn rồi. Ở luôn đi chứ không đi. Đi nữa cái đổi người yêu nữa à. Chào em. Em chào chị. Ừ. Lý do chia tay là do kiểu như là khoảng cách địa lý đúng không? Vâng, khi mà em di chuyển chỗ khác rồi thì sao mà cách lòng đúng không? Dạ, với lại cũng có những lần mà khi mà em học đại học thì em bị gián đoạn trong cái việc học ấy. Thì nó làm cho em bị ảnh hưởng nhiều, thế cuối cùng chia tay. Ừ. Bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Em mong muốn người bạn gái của em nói chung là sẽ bớt nóng tính một xíu, có thể đồng cảm được cho công việc của em. Công việc của em nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian. Em cho vô tập gym là hết nóng tính à. Còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em cũng không có đặt tiêu chuẩn quá nhiều đâu. Chỉ cần là khỏe khoắn một xíu là được. Khỏe khoắn? Cần nhất sức khỏe. Ông này ông thể thao mà, thành dạ. ra là cái tiêu chí của ông là cần sự khỏe khoắn. Dạ. Còn mình là ông không thích rồi đó. Mình không có thể thao là không thích rồi đó. Để hỏi luôn là Đăng không thích điều gì ở bạn gái? Em sợ phụ nữ nói nhiều á. Nói nhiều là em sẽ thường là em sẽ lao ra đường và em sẽ đi xe và đi thể thao suốt. Nói nhiều quá là em sẽ đi tìm xe, chỗ xe, để xe mà ra đường. Vâng. Em tránh để không phải nghe đúng không? Dạ. Ừ. Đó, nãy giờ cô gái cô đã nghe về người bên ấy chưa? À. Chào em gái, xinh, rất là xinh ha. Rồi bây giờ em thích một mẫu người đàn ông thế nào? Dạ, mẫu người của em là mẫu người đàn ông của gia đình, có ý chí cầu tiến, vui vẻ và có chút hài hước xíu. À. Cái ngoại hình thì sao? Em có đòi hỏi cái ngoại hình phải như thế nào không? Dạ, ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em xíu thôi cũng được, tôm tắt. Với lại nhìn được là được rồi. Có dạ. thích đàn ông để râu không? Dạ. Lọn gàng chứ đừng có để râu quá. Lọn gàng chứ đừng có để râu quá. Ví dụ như không gọn gàng thì tính thì sao? Thì về đó mình sẽ chỉnh chu lại làm sao không? Chờ ngủ mình tỉa. Em không thích điều gì ở đàn ông nhất? Gia trưởng, keo kiệt và sự giả dối là em ghét nhất. Rồi. Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy Tâm? Dạ, em đi với cậu em và anh bạn đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin mời đại diện gia đình nhà gái ạ. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chào bạn trai bên kia. Chào khán giả có mặt trường quay. Tôi là cậu của cháu Tâm. Đó. Thì hôm nay tôi tới thì trường quay này tôi có vài cái ý để mà bạn cháu Tâm tham khảo. Thì nhìn bạn trai bên đây thì tướng thì cũng cao ráo, nhưng mà tiêu chí thì bạn Tâm đưa ra thì đôi lúc cũng chưa được có ưng ý cho lắm. Và cái việc này để cho cháu Tâm nó tự suy nghĩ mà nó bấm hay không là quyền của cháu Tâm. Dạ xin hết. Rồi, cảm ơn. Mời nhà trai, đại diện nhà trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với hai người em. Hai người em. Hai người em hả? Rồi. Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh cũng như chào chị Hồng Vân. Em tên Thông, là em của anh Đăng. Thì và chào tất cả các khán giả ở đây. Đầu tiên thì nãy giờ em có quan sát là bạn nữ rất là hiền và xinh đẹp. Em cảm thấy là nó có thể bù qua sớt lại cho anh Đăng. Là một người rất là hàm hố nhưng mà rất là hiền lành. Em mong là hai người có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu cũng như là coi mình có tìm được một nửa của mình hay không. Dạ, em xin hết. Anh Đăng hầm hố ha. Mà hiền không em? Dạ, hiền lắm. À, dạ. Hiền khô luôn anh. Hiền khô luôn hả? Dạ. Anh có khi nào la tụi em không? Dạ không. Anh ít khi nào mà la lắm. Anh là một người có sức chịu đựng rất là tốt. Anh Đăng rất là bao dung. À. Giống như là ở trong chỗ em làm anh Đăng giống như là bố già vậy. Bố già hả? Dạ. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi. Mình đã nghe góp ý của hai bên rồi. Mở rào. Tặng cái gì nè, có bao thư gì nè. Tiền lương tập hàng tháng đó. Anh Đăng đã bị đứng hình rồi. Nhìn nhan sắc này anh Đăng bị đứng hình rồi. Anh tặng em món quà. Dạ. Chúc em xinh đẹp.
Dạ, cảm ơn anh. Mở ra đi Tâm. Dạ, nhưng là voucher tập gym. À, tập gym hả? Cái voucher để tập gym đúng không? Dạ. Rồi, còn mình? Thì trước tiên em xin tặng anh món quà. Trong đây có một cái thư. Anh đọc trước rồi xong rồi gỡ qua nha. Em xin phép đọc thư. Ngày 19 tháng 3, 2021, chào anh. Em rất vui khi hôm nay được gặp anh. Thực sự em chẳng biết viết gì, nhưng những gì em viết ra sẽ xuất phát từ trái tim muốn nhắn gửi đến anh. Dù cuộc sống có bộn bề và tấp nập đến đâu, dù người có lớn bao nhiêu và đi đâu chăng nữa, thì cần một điểm tựa, một nơi để về. Đó là nơi có em và anh, Thanh Tâm. Cảm ơn Thanh Tâm. Rồi, hai bạn về ngồi đi. Chưa nữa, Tâm muốn chia sẻ thêm nữa. Dạ, trong đây về. Có bà. Cảm ơn Tâm. Biệt thự mơ ước. Dạ, anh suy nghĩ như thế nào về món quà này? Anh thấy món quà này rất là tuyệt vời, bởi vì là anh rất thích rừng. Cho nên là những thứ thuộc về rừng với gỗ mình thì anh rất là thích. Và nhà gỗ thì nó đúng là tuyệt vời rồi. Anh rất là cảm ơn em. Dạ, còn đây là cái việc mà muốn nhắn gửi là, đó là chiếc áo của bác em. Hy vọng bác em sẽ có đây và nghe được những lời tâm sự của em. Bác em cũng là thần tượng trong lòng của em, bác chính của em. Bác luôn vui vẻ, hòa đồng. Và luôn, nếu mà anh em trong gia đình gặp khó khăn á, thì bác luôn sẵn sàng giúp đỡ. Và em muốn người đàn ông em hướng tới cũng là người đàn ông của gia đình, luôn chăm sóc gia đình. Dù vợ con có chút buồn phiền gì đó thì đàn ông sẽ là người bao dung và tha thứ tất cả mọi thứ. Áo này là của ai, của bác? Dạ, của bác chính em, bác chính em, bác chính của con nữa, mất rồi. Bác và... chính. Chiếc áo này luôn theo con bên mình từ lúc mà bác chính mất tới bây giờ. À, tức là thần tượng bác chính đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay thì nó rất là gấp, em vừa kết thúc một cuộc họp xong thì cái món quà em không có kịp chuẩn bị. Em rất là xin lỗi cô dâu, rất là xin lỗi cô dâu. À, sorry. Xin lỗi nhà gái, em thực sự không kịp chuẩn bị. Thì em xin hát tặng một bài tặng em được không ạ? Dạ được. Người yêu ơi, khó mềm đã héo khô, mà thổ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân quên đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Rồi, cảm ơn, chúc em sẽ không còn buồn nữa. Dạ. Các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ, lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như thế nào? Đầu tiên quá. Anh thấy nó hồi hộp hơn là cả khi mà anh nhận được cái giải vô địch trong đá banh của đội của anh á. Nó hồi hộp hơn. Sao anh thấy sao, anh hàm hố không? Tâm thì sao? Tâm hàm hố không? Dạ thì ban đầu thì con thấy anh cũng hiền á, nhưng mà không biết anh sau đó thì như thế nào thì con chưa biết được thôi. Con người vậy thôi, thấy râu ria rồi xăm trổ một tí này kia, nhưng mà thật sự là anh nhìn sâu vào mắt của bạn ấy thì thấy bạn đúng là hiền, không đến nỗi hầm hố như đúng cái từ gọi như vậy đâu. Dạ. Rồi hai bạn trò chuyện nhau đi. Em có yêu thể thao không? Dạ em cũng thể thao thì cũng yêu thích á, nhưng mà do em bị giãn tĩnh mạch chân nên thành ra cũng hoạt động những cái môn thể thao nào mới tránh chạy nhảy hay như thế nào đó. Nó bị lười đi đúng không? Dạ. Okay. Em năm nay em 29 tuổi, sao chỉ yêu có mỗi người thôi, yêu ít thế? Dạ, tại vì xưa giờ thì em tình yêu đối với em lúc trước em luôn cảm thấy là mình bất an, với lại không cảm giác được sự an toàn và thiếu sự tin tưởng. Bình thường nếu mà em quen em cũng hay sợ lắm. Em sợ điều gì, không tin tưởng điều gì, nói cho anh nghe đi. Dạ, nãy giờ em có trao đổi thì em sợ, em ghét sự lừa dối lắm. Có gì thì cứ trao đổi thẳng thắn với nhau, mọi thứ đều phải chia sẻ hết. Đừng có giấu em điều gì, một khi mà đã lừa dối cái gì đó thì em rất là ghét. Và em chỉ cần biết phát hiện một điều đó thôi là em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Vậy là Tâm ghen lắm hả Tâm? Tâm có ghen không? Dạ, em thì em không ghen. Nhưng tại vì, đó ví dụ như ảnh đi, cho anh ra đường mọi thứ. Nhưng mà em chỉ cần biết một thứ thôi là, biết là lừa dối em một cái là em sẽ cắt đứt mọi thứ là giống như là stop luôn đó cô. Bạn Nam là ở phòng gym. Dạ. Rồi là giao tiếp với rất nhiều người phụ nữ đẹp. Vậy thì đấy, hoàn cảnh ghê không là em thử tưởng tượng đi. Ngày nào nay cũng tiếp xúc rất nhiều người đẹp đó. Trai đẹp, gái đẹp, nườm nượp. Đúng rồi. Nếu trường hợp đó em nghĩ là em chỉ cần
bản thân em phải đẹp trước tiên cái đã, phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Chỉ cần mình sống có một cái gì đó nó riêng biệt, khác biệt với mọi cô gái khác thì anh sẽ biết là người này không, người này sẽ khác với người mà anh đang tìm hiểu. Và trong cuộc sống cũng vậy nữa, nếu mà không có ảnh thì em vẫn phải hoàn thiện bản thân mình. Đấy là quan điểm của em, còn quan điểm của anh nó hơi khác của em một xíu. Thông thường thì cái công việc của anh ở phòng gym, nhưng mà anh cũng không có tiếp xúc quá nhiều với khách hàng, vì đa số các bạn sẽ tiếp xúc, và hơn nữa anh cũng có những công việc ở bên ngoài nữa, và nó sẽ có rất nhiều những cái khó khăn, và thông thường thì anh không mang những cái việc đó về nhà. Thậm chí có giai đoạn anh bị đình chỉ thi tốt nghiệp ấy, mà ba mẹ anh hoàn toàn không có biết, anh phải giấu để anh tự giải quyết cái việc đó, cho nên anh sẽ không mang những cái việc khó khăn hay phức tạp ở ngoài đường về nhà ấy. Thì nó chỉ là một phần nào đó, nó còn tại cái thời điểm nào đó thì anh mới có thể chia sẻ được. Cái câu của anh hay nói thì sẽ là ổn, nên mọi thứ anh sẽ là ổn. Anh không có muốn những người xung quanh phải có nghĩa vụ phải nghe những cái gì đó khó khăn từ mình. Cho nên là nếu mà cái người nào đó họp mà có thể chia sẻ được thì anh mới có thể chia. Còn đa số khi họ gặp anh thì họ chỉ có vui thôi. Nó khác với cái chuyện về tình yêu, kiểu như là ngày trước anh đã yêu những người phụ nữ rất là ghen, cho nên là anh cảm thấy rất là áp lực và anh không chịu nổi những cái việc họ nói rất là nhiều. Đó là nguyên nhân anh cần chia sẻ cho em hiểu không? Dạ em hiểu. Rồi chúng ta bàn một chút về tương lai xa đi. Dạ. Nếu như hai bạn hợp với nhau thì khoảng bao lâu chúng ta đến với nhau được? Của em sẽ là năm 36 tuổi, tức là khoảng tầm 2 năm nữa. Hai năm nữa là mới kết hôn hay là 2 năm nữa là? 2 năm nữa sẽ kết hôn. 2 năm nữa thì kết hôn. Có trễ quá không? Anh vẫn trẻ mà đúng không? Dạ năm nay em 29 tuổi. 29, 11, 32 trẻ. Bởi vì anh đang bắt đầu rất nhiều thứ. Bây giờ em cảm giác thế nào về anh chàng này từ nãy giờ em nói chuyện? Dạ thì cũng có chút. Nhưng mà em thấy vẫn còn một cái điều gì đó. Giống như anh nói còn 2 năm nữa. Còn đối với em là bây giờ em 29 tuổi rồi. Em cần một cái, em tặng cho anh một ngôi nhà. Có nghĩa là em cần một mái nhà và những đứa con. Hơn là tại vì bao nhiêu năm em cũng cô đơn một mình, thành ra là không phải nào chờ đợi mãi nữa. Anh ấy thì cần 2 năm để hoàn thiện cái sự nghiệp của mình. Dạ. Còn em gái thì cần thời gian sớm nhất để xây ngôi nhà tình yêu cho mình. Đúng rồi. Quyết định là do chúng ta. Nếu trái tim mách bảo mình bấm nút, mình cứ bấm. Còn nếu trái tim mình mách bảo không cần bấm thì khỏi phải bấm. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Anh trai có bấm nghe một cái cạch em gái không bấm thấy rất rõ. Thôi có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, không có duyên nợ với nhau. Cảm ơn anh. Rồi chúc các bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha. Cảm ơn chị. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ôi kinh quá. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi em trai. Bây giờ thì bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào chị Nam Thư. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả và chào anh Nam bên cạnh. Em là Lê Thị Thương, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là giám đốc của một công ty bất động sản. Em quê ở Bình Định và hiện tại em đang làm việc ở Tân Bình. Xin mời bạn nam giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào MC Quỳnh Linh, dạ, chào chị Nam Thư, chào tất cả quý khán giả. Em là Dương Minh Thành, 29 tuổi, hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đến từ Đắk Lắk, dạ, thủ phủ cà phê. Bạn gái, hãy nói một chút về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, độc lập và mạnh mẽ. Khuyết điểm thì em không giỏi về nội trợ. Cái thứ hai nữa là tính chất công việc nên em hay đi nhậu. Mà mỗi lần em nhậu vào em rất là lầy. Trời ơi. Nếu tăng 2 thì em sẽ rất là bung lụa. Bung cỡ nào em? Bung cỡ chị. Bung cỡ chị. Ủa anh Linh ơi, bộ em bung dữ lắm. Em bung lắm á. Em bung dữ lắm hả? Sao bé này bung cỡ em vậy ta? Xem em trên truyền hình em bung dữ lắm luôn mà. Đó em. Để coi hồi. Không phải em đó. Em nít na thùy mỹ lắm. Không phải đâu mọi người ơi. Bề ngoài của em á rất là xinh xắn. Công việc ổn định. Và khi mà giới thiệu profile của em là giám đốc kinh doanh thì tại sao? Ế, em cũng không biết sao nhưng có thể là duyên em chưa tới. Cũng có một vài
chàng trai nhưng mà em cảm giác không có được happy, không có được mở lòng với những người đó lắm. Rồi bạn trai bên kia, mình giới thiệu về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Em cũng thích giao tiếp, có thể nấu ăn nội trợ. Em có khuyết điểm gì không? Em mê ngủ, với là em cũng hay quên lắm. Em có thể là ngủ 2 ngày 2 đêm cũng được. Còn ví dụ quên thì cái đấy thì thường xuyên. Ví dụ em có khách hàng ở dưới Nhân Trạch, em phải xuống đấy ký hợp đồng, ký giấy tờ này nọ, mà em soạn sẵn để đấy rồi, mà cuối cùng em chạy xuống Nhân Trạch như một vị thần, mà cuối cùng quên em lại không mang giấy tờ gì theo. Thế là hôm sau phải hẹn khách lên lại. Duyên dáng vậy. Đàn gái dạ. Có mấy mối tình rồi? Em trải qua là 2 mối tình ạ. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 2 năm rồi. Em yêu nhau mấy năm? Dạ, yêu được 1 năm. 2 mối tình này của em thì chung một điểm, đó là em bị lừa dối. Lừa dối? Vâng. Phản bội? Phản bội, dạ. Người thứ 3? Dạ. Công thức quen thuộc quá ha. Đó là những cái điều mà không ai muốn hết đúng không? Dạ vâng. Mối tình thứ 3 này hy vọng rằng không có sự lừa dối. Dạ. Mà nam? Dạ. Thì em thì cũng chính thức thì là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là hồi sinh viên. Thì cũng là chỉ sinh viên thì mối tình đầu thì học hành sa sút quá. Quen mà 1 năm mà nợ đến 6 môn. Còn mối tình thứ 2? Thứ 2 thì em cũng bị phản bội giống như bạn bên kia. Lúc đấy thì em mới ra trường. Thì mình đi làm thì lúc đấy cũng chưa ổn định. Thì bạn ấy thì ở Bình Dương thì cũng có quen 1-2 người nữa. Thì bạn ấy quyết định chọn một người có công ăn việc làm ổn định hơn rồi. Dĩ nhiên con gái người ta phải chọn người có công ăn việc làm, có sự nghiệp thôi. Chứ nhiều khi mình không có gì, người ta đâu chọn mình đâu. Cái đó cũng không phải là sự phản bội. Tức là quen với em với một người, tức là 2 người, nhưng mà lấy một người thứ 3 là không người khác, không liên quan. À, tức là tại vì 2 anh không có đáp ứng nhu cầu cho người ta. Dạ, chị sao? Anh thứ 3 đáp ứng nhu cầu, ta lấy thôi. Dạ. Ồ, chào con gái xinh đẹp. Dạ, xinh đẹp không anh? Rất là dễ thương. Bây giờ em tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người của em thì em muốn bạn nam phải cao 1m7. Cao 1m7, gì nữa? Vui tính. Vui tính. Không có râu quai nón. Ủa sao em kỵ râu quai nón hả? Em cảm giác bị sợ. Râu đẹp mà em. Đúng rồi. Có râu là nhìn nam tính chứ. Em thì em không thích râu quai nón anh. Còn râu bình thường thì không vấn đề gì. Râu chùm chùm đây được không? Dạ, phải sạch sẽ anh ơi. Râu nhanh ngồi dưới được không? Râu đó tỉa gọn đẹp rồi anh. Được, gì nữa? Không hói. Không hói. Không hói hả? Dạ vâng. Tôi nghe chữ hói là tôi bực mình rồi đó. Sao không thích hói vậy? Lý do anh phải hỏi ra vấn đề này mới được. Cơ bản là tại cái gu mỗi người khác nhau á anh. Cái gu hả? Dạ vâng. Rủ em lấy chồng lỡ em đi qua ông sói, ông hói đầu rồi sao? Không, em ví dụ đi. Yêu anh đó yêu hai đứa yêu nhau hạnh phúc lắm. Mà tóc ảnh nhiều, cái tối về gỡ ra tóc giả thì sao? Ừ rồi sao? Có nha. Đi cấy anh, cấy được mà. Bắt buộc phải cấy hả? Dạ vâng. Cỡ nào cũng đó, phải có tóc không hỏi. Rồi. Thôi được rồi, không thích hói. Dạ. Tôi không thích mấy người thì không thích hói nha. Bên đàn trai tôi thấy giận rồi đó. Ủa người ta là con gái, bên này người ta có quyền lựa chọn chứ. Thì tôi cũng có quyền tôi nói chứ. Rồi em còn thích gì nữa không em? Em thích con trai sạch sẽ. Không lẽ con trai đó giờ ở dơ lắm hả? Thật không? Chắc sạch anh. Thôi ông kia, ngày tắm mấy lần? Ngày từ 1 đến 2 lần thôi. Được, sạch sẽ. Được, sạch sẽ. Gì nữa? Em không thích đàn ông mà quá cơ bắp. Mỡ không à? Mỡ không à? Này nó không cơ bắp, nó có mỡ không à? Người tròn tròn thì dễ thương, mà miệng thì dễ thương. À. Cái gì? Hình như tả đốt cô lắm hay sao? Bên kia khán giả vô tay kìa. Khoan coi á, khoan coi. Khoan coi, tôi không cho coi đàn trai, tôi bực rồi. Trời đất ơi. Người ta thích đàn ông là cơ bắp, khỏe mạnh, có râu. Cô này cũng không thích cơ bắp, không thích có râu nữa. Tôi không cho gặp đàn trai. Trời. Cô này cô gu khác, cô không có thích mấy cái gu mà mấy anh tập tạ, tập gym, muscle rồi. Người ta thích sáo múi này kia sao? Chứ em thích sáo múi không? Em rất thích sáo múi. À, thấy chưa? Ê, các cô như thích sáo múi không? Có ai thích gu như anh Quyền Linh không à? Không có ai luôn á Linh. Không có ai thua luôn. Thua rồi. Thua rồi, thua rồi. Thua bỏ tay rồi. Không giờ còn gì nữa khó hơn nữa không em? Chắc là hết rồi đó anh. Nhiều đó thôi cũng đáp ứng cũng mệt đó mà đó. Em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 80%. 80% hả? Rồi mở cửa cho coi đàn trai tôi nè. Trời, đàn trai tôi cũng có giá lắm mà, đừng có giỡn. Xin mời mở rào. Ơi khoan. Khoan hả? Qua coi đàn trai coi được không? Tôi biết mở rào chứ. Ủa nãy mở qua bên coi. Đàn gái không chịu rồi sao? Có bụng không? Đừng hóp, đừng hóp, hóp xỉu vậy. Hóp xỉu, hóp xỉu. Mặt tròn tròn, gu tròn. Em, gu em á, theo chị hồi nãy giờ em miêu tả là không muscle, không cơ bắp. Ấy là gu em đó.
có thêm bonus thêm cái cặp mắt kiến rồi vậy nữa. Được. Ăn nói thì lanh lẹ cao. Trời, cao mét mấy nha? Không, em không đủ tiêu chuẩn của bạn. Bên kia là hơn mét 7, bên đây chắc dưới mét 7 rồi. Dạ, em dưới mét 7. Dưới mét 7 được không em? Chỉ mét 7 là bao nhiêu anh? Anh có thể không cao nhưng mà có thể ví dụ trời sập xuống anh đỡ lên được không? Cái câu bây giờ mà nói anh có thể không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn là xưa rồi. Xưa rồi. Anh có thể không cao nhưng trời sập xuống anh đỡ được không? Hay hay hay. Được không? Được được. Mà hỏi được không? Chịu chịu chịu. Chịu rồi đúng không? Chịu chịu. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Bạn gái, hôm nay em đi với ai nè hả bé Thương? Hôm nay thì em đi cùng với cô em, anh trai và bạn. Dạ rồi, xin chào cô. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Em là cô của gái Thương. Hả? Cô sao trẻ quá vậy? Cô thấy cũng được. Cô nghĩ nên con nên cho thời gian tìm hiểu. Cô có thích đàn ông hói không? Dạ em không thích. Kỳ ta. Em kế bên thích đàn ông hói không? Trời ơi. Em anh Linh, bây giờ anh hỏi vậy nè, hỏi quý vị khán giả đang xem chương trình qua TV đó, ai không thích đàn ông hói mail về thì anh sẽ có câu trả lời. Ai không thích đàn ông hói vô Facebook tôi nói chuyện nha. Bạn trai hôm nay đi với ai ha? Dạ em đi với bạn học đồng nghiệp của em. Em chào chị Nam Thư và chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào bạn Hương, mình là ông anh đi làm chung với Thành. Dạ vâng, chào mình anh. Mình cũng thấy bạn cũng ok so với em của mình đó. Mà em mình cũng nói thật cũng hơi lầy á. Em tăng 2 nó cũng trợ giúp em được đó. Cũng hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội. Mình thấy hai bạn ok. Rồi, cảm ơn trai. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi quyết định nha. Mở rào. Mình có bó hoa tặng bạn. Với cái này làm là cái vắt cam. Thì trời nắng có thể hỗ trợ bạn. Mình thấy nước cam cũng tốt nên mình tặng bạn. Quay vòng cho bạn gái coi coi hợp không. Đâu nhìn em kiểm gái kiểm tra coi. Chàng trai sao em rờ vô coi có cơ bắp không. Hả? Em kiểm tra cơ bắp coi. Nhìn được rồi á. Không, kiểm tra nó phải rõ ràng. Này là không phải là cơ bắp lắm. Đúng rồi, mình không có tập gym. Dạ. Mình lâu lâu mình hoạt động thể thao thôi chứ mình không có tập. Anh biết đáp anh. Mình biết tất cả môn thể thao. Rồi các bạn về chỗ ngồi đi. Rồi, mình ngồi xuống nè. Mình hãy nói về cảm nhận ban đầu về nhau như thế nào nha. Nhường à. Sao nãy ông mạnh miệng lắm mà. Tại vì thấy bạn em thấy đau tim quá. Em có thấy bạn gái xinh đẹp không? Dạ bạn xinh đẹp. Trời ơi, ông này ông lật mặt vậy sao? Này ngồi nói kia nói chuyện với em xéo sắc nhìn mắt lên nói qua nói lại giờ quay qua đây. Bạn thấy mình thế nào? Em với bạn gì em hỏi. Em thấy anh thì cũng dễ thương, gương mặt thì ưa nhìn. Chỉ có một cái là nó chưa cao so với tiêu chuẩn của em thôi. Mình thấy cũng vừa đấy. Anh được 1m65 không? Không, mình được 63. 63. Còn em trai? Dạ, em cũng thấy bạn rất là ưa nhìn. Nữa là bạn nữa. Em ưa nhìn. Hả? Em nhìn thấy Thương rất là ưa nhìn. Mình là một người lãng mạn. Thì mình thích một cái phong cảnh đẹp chẳng hạn. Hoặc là những cái gì roman là mình rất là thích. Quan điểm tình anh, yêu của mọi người. Anh có phải là người trung tình không? Anh là người rất trung tình. Rất trung tình thì... Em thì qua hai mối tình thì em rất là sợ. Nên bây giờ cái đầu tiên cần tìm là người chân thành. Anh có phải là người hay ghen không? Ngày xưa anh hay ghen lắm. Nhưng mà qua hai mối tình này không bao giờ mình ghen nữa. Tại sao? Tại vì mình phải làm gì đó người ta mới làm gì đó để mình ghen. Hoặc ví dụ như em cứ thành thật thì chắc chắn là anh không việc gì em phải ghen nữa thôi. Em là một người có tính sở hữu rất cao. Em quen một người thì em thích người đó rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ. Không có em gái của đồng nghiệp hay là em của thằng bạn thân hay là em gái mưa hoặc là em gái nuôi. Bởi vì cơ bản là cái gì nuôi thì cũng sẽ thịt thôi. Thường thường là anh ngại. Anh có liên hệ với người yêu cũ không? Không, với anh cắt bụi về cắt bụi cho nên đã là... Ủa là...
người yêu cũ thôi mà sao cưng đẩy về cát bụi dữ vậy cưng? Thì tình yêu đến từ đâu thì nó về với đấy thôi chứ. Vậy là Facebook không có còn người yêu cũ, xóa hết rồi phải không? Không liên lạc gì luôn á. Gì đến mức như vậy? Tình yêu cũ đôi khi nó là kỷ niệm đẹp, là ký ức đẹp, sau này ngồi là nhớ lại. Cái tình yêu cũ gì đã trở về cát bụi giống như... Tại em không muốn đi luôn thì tình yêu cũ đã ảnh hưởng tới cái người mới của mình thôi. Cũng hay, cũng là một ý kiến hay. Ngại ngùng nè, hát tặng nhau bài nhẹ nhàng nè, rồi bấm nút nè. Em thì hát rất là dở, mấy bạn nói mà em mà hát là mấy bạn nhà trai em bảo là qua nhà gái ngồi hết. Chứ không dám ngồi nhận ngồi trai, cho nên em cũng sợ lắm. Đôi khi hát dở cũng ấn tượng đó em. Hát cứ lại hát đi. Vậy thì nhắm mắt làm liều vậy. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Ly cà phê như muốn hát cùng em câu gì. Em hơi run. Em sao? Lại hai bạn. Hát cà phê người ta hát tỉnh ngủ, hát xong rồi ngủ luôn. Đi vậy vậy. Có thể. Ly cà phê như muốn nói cùng em câu gì. Thôi em cho em qua cái đoạn này được không? Thôi. Dạ. Khỏi nha. Dạ khỏi. Em hát hết ai cũng muốn cà phê luôn á. Dạ vâng ạ. Em thì được cái hát không hay nhưng mà lại hay hát. Đúng rồi. Dạ. Cứ thoải mái em. Nào. Em biết anh yêu cô ta, giấu em những hôm không về nhà. Dẫu em từ trong anh mẫn, từ trong lời nói anh luôn giấu em. Em sẽ đứng im em nhìn, xem trái tim em sẽ chịu đựng đường. Một người em đang yêu thương, em đang chăm sóc, đang lừa dối em. Và nếu như có một ngày anh không thấy em, và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh. Em cố nắm thật chặt đôi tay của em, cố ôm chầm và anh xin lỗi em. Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em mà là cô ấy. Em không phải là người đi đến cuối cùng, sẽ không phải là em đúng không anh? Đó, thấy chưa? Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì em hãy nói tất cả những suy nghĩ của em. Nói đi em, nhìn bạn gái. Hôm nay mình hơi hồ hộp một tí. Đối ngoại thì mình rất là tự tin. Mà không biết sao lên chương trình với là thấy bạn nữ thì mình lại hơi yếu đuối. Mình cũng rất lâu rồi mình cũng chưa có tình cảm, mình cũng chưa có yêu. Lâu rồi chưa yêu, mình mất cảm giác yêu, mình sợ là mình cứ bối rối vậy. Thì nếu có cơ hội thì cho mình tìm hiểu. Ok, được rồi. Như thế cũng đủ rồi. Nào, hãy để tay vào nút bấm để xem những cái chia sẻ của em, cô gái có đồng tình hay không. Cũng đang rất hồi hộp. Chờ đợi. Chờ gì nữa. Trời ơi, tôi chưa đếm là đã bấm rồi. Có lẽ là nhịp tim họ đã cùng nhịp đập với nhau từ lâu rồi. Tại sao em lại bấm nút trước với cô gái? Thì... Anh hỏi cô gái. Hỏi cô gái ạ. Qua cách nói chuyện với anh thì em cảm giác ở đây có sự chân thành. Cái thứ hai là em cũng muốn cho mình một cái cơ hội. Rồi, hãy nắm tay đi. Nắm tay nào. Hãy chứng minh cái nút bấm của mình. Hôn đi. Nào. Thôi. Nhưng mà em nghĩ nên để dành. Không, em quy định chương trình chị á, không hôn là không có cho dắt bạn gái về. Một cái nụ hôn để chứng minh vậy, đúng với cái trái tim của mình. Tại sao vậy, không có thể cho mình thơm má nữa không? Làm gì hôn?